Giờ có những cái chủ vựa thấy cũng thương dì ba nè, muốn giúp đỡ dì ba. Tại vì người ta cũng làm lâu năm trong nghề rồi. Người ta dám hứa là 10 con là ngon 10 con luôn, chứ không có con nào mà bị ốp hay con nào bị hư hết á. Người ta sẵn sàng gối đầu cho dì ba thì dì ba có không được luôn, vậy. không dám, không phải là không dám mà tại vì mình đó, mình lấy chỗ đó rồi người ta tốt cho mình, chứ hơn nữa đó, nào giờ thì có cái gì đó, người ta cũng là người Chịu ta đi dì thông ba cảm không cho có mình, vốn, không có vốn tiền. liếng không có, người ta cũng chẳng giúp cho mình phải không? Mà bây giờ đó, tự nhiên cái mình đi lấy người khác là không được, cái đó dì ba nói thiệt á, Nói chung hồi đó dì mình ba bé người không có mà mình là tiền. con người chứ đâu phải gì, mà mình phải biết chứ. Đi dần không có ăn học chứ mình biết cái chuyện đó lắm. Ba con bao nhiêu tiền? 843 ngàn anh. Chị ở xe đây không ạ? Em ở An Giang rồi. Nhưng mà đi lên đây chơi là cái ghé tới mua luôn đúng không? Dạ, thấy mạng trên mạng đồ quá trời cho coi Dạ. Chị biết đến gì ba lâu chưa? Em chỉ coi mạng miếu dài thôi à. Rồi Dạ. giờ lên giờ, giờ mua rồi giờ đợi gì ba rồi cho biết mặt gì ba. Dạ. Trong đây thấy là quá quen rồi, muốn thấy mặt chính xác luôn kìa, quá trời Dạ. ba nổi rồi. Dì ba ra để gì là làm gì? Chụp hình với dì ba. Rồi chắc em đã từng tới đây thôi đúng không? Rồi hình như ai tới đây cũng vậy hết đó chị, Dạ. rất là thích chụp hình với dì ba và hỏi thăm dì ba luôn. Đây là những người thích dì ba. Nhưng mà chị thích tới đây mua cua là vì cua ngon hay là vì thương dì ba? Hai thứ luôn, thương dì ba và mua cua ngon, dì ba nói chuyện hiền hậu nữa. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị gái từ An Giang lên. Kỹ lưỡng đội con luôn ngăn ngang luôn.
mà có một con không hài lòng nên đổ luôn tại chỗ. Nếu mà khách ăn này tại chỗ thì ba có thể thử luôn. Đi đâu ăn? Thì bé này muốn thử tại chỗ luôn để qua quán nước ăn à. Khách ghé tới bạn nhờ mua và nhờ dì ba thử tại chỗ luôn hai con cua gạch. Chúng ta cùng xem nha. Quá ngon nè. Ồ ngon lắm. Dê nè. Rồi cắt ra cho con luôn dì ba. Rồi cân cái nào, cân cái nào. Hai con hả? Hai con. Này dì ba đặt con bò đâu rồi? Thử lại cho chắc chắn. Rồi, hai con. Đây một con thịt, một con gạch nè dì ba. 14 không anh em, ơi xin tiền này. Rồi, có tiền lẻ luôn. Con gạch nữa. Ôi chết cha. Em nhờ dì ba tách luôn ra đi cho dễ. Tách ra cho con luôn đi ba. Đây, dì cầm cho em xin. Tách ra ăn tại chỗ luôn. Bây giờ vui sẻ. Dạ, cua thịt là 650, cua gạch là 700. Dễ đôi được không? Ăn cái này không nghe. Châu, sống gió không cua. Câu đã luôn, đạt khắp. Hỏi đây gọi là gì vậy? Không, cái này anh sắp xếp để giúp dì ba cái giá này là anh giúp dì ba. Cái này bọn em, cái này là anh nói chuyện với chị ba đó. Tại đó chị ba thôi. Anh lên đây nói anh bán luôn. Dạ. Bọn em tới phụ, bọn em bán giùm cho chị ba thôi. Chị ba làm mấy thì thật sự còn có cái nguồn thu để cho chị ba. Ba giờ ba con này bác nha. Bác cho chị đó đi. Bác nhà con thì thật sự con mua đó chị ba chắc để một cái nước giá cua đầu vào của chị ba rất là cả xấu hơn chị ba hồi xưa thì mấy chục năm chị ba được tình cảm là con chị ba sẽ tham khảo rồi con như thế nào để chị ba thành công hơn. Chị ba giống như tự lựa chọn cái này là với cái may mắn của đàn con cũng thật sự là buồn mất cho con cũng tới đây con cũng mỗi năm phải về chị ba bán con tới đây. Cảm ơn mấy anh chị. Cảm ơn anh nhiều. Năm rồi. Dĩ nhiên là dì ba phải có một cái nguồn gốc rất là tốt rồi, dì ba kinh doanh để ổn định để cấp cho khách hàng. Nhưng mà thật sự thì anh cũng có một cái nghề của anh để dì ba có một cái chưa hoàn hảo, chưa thật sự là giống như là một người anh đừng có buồn nha. Tại do là dì ba chứ lấy cua từ xưa giờ lố rồi dì ba rồi làm không sao. Thật sự thì anh nói thật sự thì cũng thấy có nhiều người muốn đi tới đây kinh doanh cạnh tranh dì ba mà thấy đó mà mới đây em có con clip đó thật sự không làm được như dì ba. Anh nghĩ dì ba là người như thế nào? Có thể là dì ba có cái kinh nghiệm làm cua này lâu năm, có thể là cái là ổn định không. Nhưng mà dì ba từ chối hết cái mọi lời đề nghị để lấy cái một cái bữa cua từ trước giờ với mình được không? Không sao, thì đó không sao. Thật sự thấy rằng là nghĩa tình với mình thì anh thấy cái hành động nó như thế nào? Không sao, cái đó là cái suy nghĩ sẽ rất của dì ba thôi. Thật sự thì anh có cái tấm lòng tới đây mà muốn nói với dì ba như thế này kia, gặp mấy em ekip cũng rất là hay. Thật sự cái hỏi dì ba hỏi mua cô đó đó, rồi cổ thấy ba tụi nghèo cũng có đầu cái gì đó, qua cho ba thiếu luôn đó. Đó. Bữa cổ có nói mà. Ừ. Mua bao nhiêu năm rồi dì ba? Ba tội nghiệp. Mua bao nhiêu năm rồi? Hồi đó thì bán là 33 năm. Mà lúc mà xong mà bán cái đó, bán xong là lúc đó mua của ông Út là mua mười mấy 20 năm. Lúc đó là cũng vừa mua 2-3 chỗ. Dạ, đúng rồi. Đầu tiên là mua ở cái bằng cầu ông Lạnh. Mới chuyển về nó, về Út. Là hồi xưa lấy 2-3 chỗ, sau này là lấy cái chỗ kia là đã gần 20 năm rồi. Gần chỗ Út nè là mười mấy 20 năm vậy đó. Thì có hay cho dì ba nợ tiền nếu mà thiếu tiền không?
cái mua rồi gối đầu không à? Dạ. Giờ còn nợ nhiêu? Cũng còn chút đỉnh thôi. Chút đỉnh là nhiêu? Hả? Chút đỉnh là nhiêu gì ba? Cũng 15 triệu. Trời ơi, mua cua mà nợ 15 triệu luôn. 15 triệu. Ngày bán lời có mấy trăm tới triệu mà nợ tới 15 triệu. 15 triệu mà hồi hôm này nè, tao kêu ta nói như là con gì đó. Tao lấy 10 triệu, 15 triệu đưa trả. Bỏ cua rồi sao? Thì nó cũng có lòng nhân đạo, bởi vì ai lại mời dì ba đi đâu có dám mua của người khác. Không, cô Út này cô tốt, lúc mà dì ba bị bệnh nó cũng cho bệnh, tiền. Mình bệnh nó cho tiền đồ như giúp đỡ dì ba. Ai mà cho. Thì cô bán cua hả dì? Dạ. Kỳ đó, dì ba bị bốn cổ, mổ mấy chục triệu á, cô Út cũng cho. Cho mượn thôi chứ giờ trả dần. Cho mượn, cho à? Vừa cho chứ không phải mượn đâu. Em của dì ba thì nó lo mà cũng như là nó có lòng tốt, nó cho dì ba chừng vài triệu vậy đó, là cũng như để dành tặng mừng cái này kia nọ, đóng tiền vậy đó, là vậy đó. Bây giờ chị Út, ở chị Út mà bỏ mối cho dì ba có hay ra đây ghé coi không? Không có ra đây mà có coi trong clip. Cũng theo dõi trên clip hàng ngày hả? À. Chị Út nói là sao? Thì thế là mừng cho dì ba thôi. Lúc cua không được ngon đó hả? Ta chặt cho tao bỏ trả nó cũng thấy luôn. Rồi chị Út tính rồi sao? Nó nói không phải là không ngon, mà tại vì cái tháng này á là cua nó không có được đặt, không có ngon. Còn cua vịt son mới ngon. Đó, cái chỗ đó là tháng 8 này nè. Dạ. Thì đúng rồi, cũng như mua mấy cái thịt đó cũng đâu có ngon đâu. Mày tao bán vốn hoài. Giờ có những cái chủ vừa thấy cũng thương dì ba nè, muốn giúp đỡ dì ba, tại vì người ta cũng làm lâu năm trong nghề rồi, người ta dám hứa là 10 con là ngon 10 con luôn, chứ không có con nào mà bị ốp hay con nào bị hư hết á. Người ta sẵn sàng gối đầu cho dì ba thì dì ba có không được luôn. Vậy không dám, không phải là không dám mà tại vì mình đó, mình lấy cái đó rồi người ta tốt cho mình chứ hơn nữa đó, nào giờ thì có cái gì á, người ta cũng là người ta thông cảm cho mình, vốn liếng không có, người ta cũng chẳng giúp cho mình, phải không? Mà bây giờ á tự nhiên cái mình đi lấy người khác là không được, cái đó là dì ba nói thiệt á. Nói chung hồi đó dì ba ba không mà có mình là con người chứ đâu phải gì, mà mình phải biết chứ, đi dần không có ăn học chứ mình biết cái chuyện đó lắm. Để người ta nói rồi dì ba thẳng đâu. Bữa trước giờ có nhiều người khác bỏ cua mà tới tiếp cận dì ba không? Có nhiều. Mà dì ba cũng không dám lấy luôn. Mấy người nghe nói ở Cà Mau á, cả chục người rồi đó. Mà dì ba cũng từ chối không dám lấy. Đồ cũng nhiều lắm, nói gì dì ba. Để dì ba về lấy tiền. Lấy trả chưa? Hả? Trả chưa? Còn 5 triệu. Giờ lấy không? Trả 10 triệu còn 5 triệu kệ để đi. Là ai nói gì bạn? Chủ dừa. Út á hả? Thiếu tao mười mấy triệu đâu được. Nói gì ba rồi, về đến tháng sau con cho vốn gì ba là bằng mấy chục triệu để người ta làm cái vốn luôn. Thì đó. Thì là không có nợ người ta nữa. Cái giờ còn bây giờ gì ba trả rồi 10 triệu. Trả là thiếu là 15 triệu mà giờ trả 10 triệu trả rồi. Trả mà tiền gì ba hay là mượn? Không, không có mượn đâu. Ừ. Không có được mượn nha. Ừ. Con mà nghe hai con rồi hai con là mướn cái gì hai con thành cái cả rồi để nghe về Ừ, nhưng mà bự thì nó có thật là chứ không gạch. À. Còn gạch thì còn nhỏ nhỏ còn mấy con vậy đó. Đó, đập ra chị coi luôn. Chắc sẽ có đó. Đại luôn, gạch đại luôn. Rồi mấy con mấy con vậy? Mấy con. Nó cua lớn không? Không, hết lớn rồi. Lớn là vậy nè. Chút dẻo. Rồi chị gái con lấy đúng không? Chị này.
ba con thôi, được mọi người lấy nước tại đường ra cho uống cho khỏe.